Kênh YouTube Thước Đo Nhật Bản xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị. Hôm nay là thứ tư ngày 10 tháng 10 tháng 1 năm 2024. Video này em phát vào lúc 20 giờ nha mọi người. Hôm nay thì làm về rất là trễ nên là phát trễ nên là mọi người thông cảm nha. Sợ là các bác lớn tuổi là ngủ sớm thì khó có thể coi được. Rồi cũng như mọi ngày nha. Mọi người mua hàng vui lòng gọi số điện thoại của em 0961063939. Em tên là Trực nha. Mọi người có thể liên lạc với em bằng cách là gọi điện thoại nè, gọi qua Zalo hoặc là nhắn tin Zalo nha. Còn cái nhắn tin SMS thì em có thể đọc được nhưng em không có trả lời được nha, là do điện thoại hư chứ không phải là em không muốn trả lời đâu. Thì nếu như mà còn hàng thì em sẽ gọi lại nha. Rồi cái tiền hàng thì mọi người sẽ trả thêm cái tiền phí ship nha, bên em sẽ không có bao ship tất cả những đơn hàng luôn ha. Rồi, hôm nay thì em cũng lên được một ít mũi phay hợp kim ha. À, mũi một cái mũi khoan dài, mũi taro, mũi phay thép gió ha, mũi khoan mới, một cái thước cặp ha, thước, rồi mũi bộ kẹp trên máy phay, mũi khoan dài ha, rồi những cái tool trên máy phay máy tiện rồi ha. Rồi mã số đầu tiên, mã số 1 ha, 500.000. Cái này thì phải từ từ nhé. Đây có ba cái hộp, cái mũi phay 8,5 ly phụ tin ha, cái này đã qua sử dụng nó dính cái bụi đây nè, lau này ra một cái là sạch ha. Không có khăn nào đây. Rồi cũng là một cái mũi khoan phụ tin luôn, 8 ly ha. Một cái mũi khoan tím sau nhiệt, mũi phay này thì đã bị mài lại rồi nha mọi người nha. Đó là mũi này là tặng thêm ha. Rồi bên trong đây là có một cái bịch mũi phay cạc bay, một cái phay cạc bay nguyên khối R5 nha, phay R5 nguyên khối. Cái mũi phay tạc bài thì giá nó rất là cao nha mọi người. Rồi một cái phay này là cái phay 2 me tạc bài nha, nguyên khối. Ở trên này người ta còn gia nhiệt cho nó cứng hơn á, nó có cái màu xanh xanh rất là đẹp ha. Cây này là này nó bắn laser nên khó không thấy này. Từ từ cái này, để từ từ đây em lấy cái thước. Bốn ly nha mọi người nha, phay 4 ly. Một cái phay này là cái phay 4 me, lướt đẹp nha. Đó. 4 ly luôn ha. Một cái phay R nhỏ ha. Cái này là R1 nha. R1 có nghĩa là cái đầu này 2 ly. Rồi một cái phay 5 ly. Phay 5. Tổng chiều dài của nó khoảng 78 nha. Cái mè phay nó là gần 40 ha, 38. Cái phay này gần như mới nha. Có mẹ ha. Một cái phay R4 nha. R4 hợp kim nguyên khối. Rồi một cái phay 8 ly. 8 ly. Nó có số đây nè, nó khắc laser nhưng mà quay video thì rất là khó nhìn để thấy được ha. Phay 8 ly. Cái này đã qua sử dụng rồi nha mọi người nha, phay rồi nhưng mà không có mẹ nha. Lướt đẹp không mẻ. Rồi một cái phay hợp kim 10 ly. 10 ly ha. ISK. Cái phay này cũng đẹp ha. Cái phay này họ phay gì nó dính cái màu xanh xanh này. Đó. 2 4 6 7 cây.
với một cây mạch ba đây là 8 cây, 10 cây ha. Cây này người ta mài rồi, tặng kèm vô nha, 11 cái 500 ngàn nha, chúng ta đổi đồng là 50 ngàn một cái. Thì với những cái file hợp kim này mọi người mua giá nó không hề rẻ nha, 50 ngàn không thể nào mua được một cái file hợp kim này hay cạc bay. Mã số 1 ha. Đến mã số 2 cũng tương tự như vậy nha, cũng 11 món hay sao. Rồi mã số 2, cây đầu tiên là cây phay. Cây này bị mẻ chút xíu này nè. Cây này là cây 10 ly ha. Rồi một cây này là cũng là cây 10 ly luôn. Thì cây này lại mẻ gốc cái trên cái đỉnh đầu này. Này mọi người vẫn dùng bình thường ha. Tận dụng. Rồi một cái cây phay R. Này R4 nha mọi người nha. Một cái phay 2 me 6 ly nha. Cái phay này là cái phay 3 me 4 ly. Cây phay R R1.5 nha. À, một cái phay này là 6 ly. Phay 2 me cạc bay ha. Rồi tiếp theo cây cuối cùng là cây phay 4 ly. Đồ trụ 4 ly luôn nha. 2 4 6 8. Trong này có một cây phay thô. Phay thô người ta sau nhiệt nha. Màu tím tím rất là đẹp. Cái phay này đã qua sử dụng nhưng chưa mẻ nữa. Rồi một cây phay này là cái phay cũng màu tím luôn, cái này đã bị mài đầu rồi ha, họ mài lại rồi. Một cái phay phủ tin 8 ly y như mới ha, 4 men. Cái này chưa xài luôn nha. Rồi tổng cộng là 11 món ha. 500 ngàn nha. Số 2, mã số 3 là ba cây phay hợp kim nguyên khối nha, 700 ngàn 3 cây. Rồi, cái cây này phi 8 ha. Tổng chiều dài 140 nha. Phay 2 me phi 8 tổng chiều dài 140. Này là đẹp như mới nha. Chưa có dấu hiệu mẻ gì hết. Ba cái này thì đẹp. Một cái phay phi 10 2 me y như mới. Chưa thấy dấu sử dụng nha. Rồi cây này là cây phay 16 ly. 16 ly ha. Cây này 4 me rất là đẹp nha. Y như mới ha. Những cái phay 16 ly này mọi người mua không bao giờ dưới 500 ngàn nha. 16 ly Mitsubishi Hitachi gì đó. Ba cây này là 700 ngàn nha. Hàng vô mới. Rồi mã số 4 là một cái cây khoan 400 ngàn một cái khoan. Khoan này là khoan hợp kim nha. Thì bên dưới này mọi người sẽ thấy có hai cái lỗ. Trên đầu nó cũng có hai cái lỗ nè. Đó, trên đỉnh đầu có hai cái lỗ. Thì cái lỗ này là cái lỗ nước tưới nguội nha. Cái lỗ này nó sẽ xoắn theo cái đó, xoắn theo cái me này luôn ha. Xoắn theo cái me này luôn. Lên tới đây luôn. Đó. Cái lỗ này nó sẽ xoắn theo cái hình me luôn nha. Đó. Chứ không phải là đi thẳng, nó là lưỡi xoắn luôn.
mọi người mài mít tới đây là cái lỗ nó cứ xoắn theo cái me y như vậy ha. Đó. Và đây là một cây hợp kim ha, trên này cái đoạn này là người ta gia nhiệt thêm nè. Đó. Cái khoan. Rồi cái khoan này là cái khoan 10 ly nha. 10 ly Mitsubishi. Tổng chiều dài của nó là 200 nha. Hơn 200 chút xíu. Thì hôm bữa em bán một cây 300 ngàn, không có tưới nguội ha. 8 9 8 hay sao? Cây này có tưới nguội nè. Tưới nước xuyên tâm ha. Đó. Tưới nước xuyên qua cái me này. Mọi người thổi vào sẽ thấy hơi đi qua ha. Này để tưới nguội. Thì cái khoan này đắt đỏ nha. Y như mới vậy thôi, 400 ngàn một cây. Ra ngoài không mua được cây này đâu nha mọi người. Chỉ một cây duy nhất. Rồi, M22 bước 2.5. Ta rô máy ha. Cây này cũng đã qua sử dụng. Còn dính cái nhựa mỡ lên đây luôn ha. Rất là đẹp nha. Cây này rất là đẹp, đẹp như mới vậy. M22 bước 2.5, bước tiêu chuẩn 200 ngàn một cây nha. 2 ngàn một cây này. Mã số 6 và mã số 7 ha. Đầu tiên là mã số 6 trước đi ha. Đây là mũi phay thép gió nha mọi người. Cái này thì em đã lựa rồi. Nhưng mà nó sẽ không tránh khỏi với trường hợp là sẽ có một hai cây gì đó nó sót vào là nó không đẹp ha. Đa số là đẹp. Đây ví dụ như cây này. Phi 20R2. Đây là phi 20 R2 là người ta mài cái đầu này, chỗ cái cạnh này có cái R2 ở đây ha. Thì khi mình phay cái rãnh ra nó sẽ có cái cung lõm bên dưới đáy nha. Đó. Chứ nó không ai sát đáy những cây mà nó. Đó, cây này cũng R, cái này chắc cũng R2 nè. Phay ha, phay ngón. Lô này về là đẹp đẹp không nha. Cái này là phi 4. Cái này người ta mài hơi hơi nhọn nhọn cái phần đầu này nha. Thì một mã như vậy á. Đó, cây này là cây 3 me nha. Phi 13. Một mã như vậy em cân là 2kg nha. 2kg hơn 2kg. Đó là 400 ngàn nha. Cái này là hàng đẹp không à? Đa số là hàng đẹp ha. Không có mẻ đầu. Không phải là hàng mẻ nha. Rồi, cái đẹp rất đây nè. Hai nè, bốn nè, sáu nè, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám, hai mươi, hai mươi hai, hai mươi bốn, hai mươi sáu, hai mươi bảy cây ha. 27 cây thì đa số cái này là size lớn không ha. Size từ 4 ly trở lên cho tới mười mấy ha. Chứ không có size nhỏ xíu nhiều ha. Nên là cái số cây nó sẽ hạn chế. Có 27 cây thôi. 27 cây mà 400 ngàn thì tính ra nó mười mấy ngàn một cây ha. Mười mấy ngàn một cây. Rồi. Mã số 6 là 400 ngàn nha. Mã số 7 cũng tương tự như vậy nha mọi người. Mã số 7 nè. Cái đổ ra. Em đếm cây cho nó nhanh chứ bây giờ mà cho mọi người xem một cây là lấp rất là lâu nha. Và cái video sẽ rất là dài. Nó rớt ra hết. Rớt ra hết rồi.
Đây đây, không biết hộp nào của nào luôn à. Đi tìm lại. Đây mọi người về tự soạn lại nha. Giờ nó lỡ rớt ra rồi. Rồi. Có cây này là R6 nha. Phai 2 me 17.1. Mười bốn ly ha, thì đa số là cây bự bự không à, từ 5-6 trở lên cho tới mười mấy nha. Đó, có những cây R như vậy nha mọi người, R5. À, có cây này là cây R12 ha, phụ tin người ta mài thành cái R luôn. Những cây này người ta phay nhôm nè, nó còn dính cái màu trắng trắng nè. 12 ly nè chi. Mã số 7 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Mười chín, 20 21 22. Rất là tùm lum rồi. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám, hai mươi, hai mươi hai, hai mươi bốn cây ha. Mã số 7, 24 cây, 400 ngàn nha. Cái này nó rơi vào tầm 2 ký 2 trở lên ha, không có dưới đâu. Tại cái này bọn em bán theo ký nha. Mã số 8, 700 ngàn. Ở đây là có một mới mũi khoan mới ha, một cái khoan 11 ly rưỡi của Nachi, hàng mới chưa xài ha, 11 ly rưỡi. Cái khoan này cái khoan 10 ly 4 Nachi luôn, mới chưa xài. Cái khoan 9 ly 7 màu trắng, khoan sắt thép làm ầm đúng nhau rồi. 9 ly 7 của Nachi luôn ha. Chữ for này là rất là lâu rồi ha. Nachi bây giờ nó nói gì nè. Rồi một bịch mũi khoan, cái này là 6.9 nha. 6.9. Cái này mọi người có thể dùng để taro những cái vật cứng hay là inox ha. Khoan để mình taro. Cái cây màu trắng này khoan inox không ngon nha mọi người nha. Khoan inox là phải mũi khoan phủ tin màu vàng. 6 ly 9. Nếu mà dùng 6 ly 9 mà để taro thì cái răng nó sẽ hơi mỏng chút xíu nha. Tại vì ăn hết cái phần thịt rồi. Ví dụ như 1 ly 25 thì nó còn chỉ có 1 ly 1 chiều cao răng. Rồi, 6 ly 9. Bịch này là 2 4 6 7 2 4 6 8 9 cây ha. 6 ly 2 cây ha. Hàng mới chưa xài nha. Rồi bịch này là 5 ly 1. Trong đây có 3 cây hay sao? Hàng mới ha. Rồi 4 ly 7. Cái hãng này là của hãng Utsuno Miya gì đây nè, có ký hiệu chữ Y của Nhật nha, Tokyo Japan. Một bịch nó sẽ nằm trong cái giấy bạc này luôn ha. Khoan mới nha, chưa có xài. 10 cây ha. Cái này là 4 ly 7.
Rồi đây có hai cây 8D8 Kobenko, hàng mới tinh. Rồi có một cái gói này là 3,5 ly của hàng STD ha, cũng của Nhật luôn nha. 2 4 6 7 cây. 7 với 2 là 9, với 10 là 19. 3 là 22. Với 2 là 24, 25. 2 4 6 8 9 3 4 35 36 cây nha. 36 cây mỗi khoang, 700.000 nha mọi người. 700.000 mớ này. 700.000 mã số 8 nha. Rồi đến mã số 9. Mình sẽ bỏ gọn qua bên. Mã số 9 là một cái cây thước cặp của hãng Matui. Cái này cũng của Nhật nha. Họ in cho băng nè. Cây thước này 200.000 thôi nha mọi người. Để đo thô nha. Đó, vẫn dùng đo ok nha. Đây. Test bằng gốm nha. 25 nè, đo sát phía dưới nè. Nó âm khoảng 0.05 nha. Đó, mỏ trên. Mỏ trên cũng hở nha. Cái này dùng đo thô thôi ha, 200.000 một cây này, 2 tấc. 2 tấc nha, 200 mm. Đo sâu đầy đủ nha. Mã số 9 200.000. Rồi đến mã số 10. Mã số 10 ở đây có một cái thước cặp 1,5 tấc nha. Thước nội địa Nhật Mitu Toyo 1,5 tấc, du xích là 0.05 nha. Đó, mặt sau nè. Dạ, rồi xong. Nhìn. Không ở không gạch. Rồi cái thước này ngoại hình nó còn khoảng tầm 90% trở lên nha. Đó, khá là mướt. Cái này là cái bụi dính nha. Đây em lau sạch rồi đây. Cái tay nó dơ, cầm vào nó dơ. Cái thước thì rất là đẹp. Ngoại hình khá là đẹp nha. Rồi, em có chuẩn bị một cái thước nhái. Cái thước này khách cho ha. Hai cái thước đều là Mitu Toyo nè. Đó, đều có chữ Mitu Toyo ha. Rồi em sẽ phân biệt cái thước nhái và cái thước xịn nha. Đây cái thước xịn nè. Cái chữ làm rất sắc nét ha. Đó, cái vạch số làm rất sắc nét. Và con ốc này, đặc biệt ốc này nè. Nó làm rất đẹp nha. Còn cái thước Trung Quốc nè, chữ nó nè lè lẹt ha. Rồi con ốc nè, nhìn cái là biết là hàng nhái liền nha mọi người nha. Đây con ốc mà Nhật nè, nó là nhám trái khế rất là đẹp nha. Đó, những cái bộ phận này nè, bộ phận này lăng nhám rất là đẹp nè, nhìn mướt ha. Nhưng con Trung Quốc nè. Đó, rồi hai con ốc phía dưới này nè mọi người, là con ốc này nè. Đó, ốc Trung Quốc nè. Rồi mặt sau thước thì nó sẽ không có dán gì hết ha, còn Trung Quốc là nó sẽ có dán một cái tem như vậy nha. Đó, thì cái thước này ở ngoài người ta bán với hàng mới với tầm 150-200 ngàn thôi nha. Đó, còn cái thước này mà mọi người mua mới tầm 800 ngàn, 700-780 ngàn gì đó ha. Thước ở mua ở Việt Nam, còn bên Nhật thì nó đắt hơn. Đó, nhìn cái vạch số nè, nó sắc nét, nó khắc laser đó là sắc nét ha. Còn cái vạch này nè, nó mờ sao. Đó. Hai cái thước cây này cây Nhật nhìn rất là đẹp nha. Rồi cái lỗ ốc xê, cái lỗ ốc mà nó còn không có tròn mà nó hình thành lục giác luôn ha, bát giác luôn. Còn cái lỗ ốc của Nhật này nó chỉ xê mỏng một xíu thôi ha. Đó. Còn này xê chạy tay quay nè. Rồi cái thước mã số 10 550.000 nha. Đến mã số 11, một cái thước đo sâu của Mitu Toyo ha.
còn trong bọc luôn, có cái bao da luôn ha. Đây là một cái thước đo sâu 3 tấc 300mm nha. Còn khá là mới, cây này nó mới khoảng tầm 90-95%. 3 tấc nha. Cái này Mitoyo người ta bán cũng đâu đó khoảng 2 triệu nha. Nhưng mà em bán cái này có 600 ngàn thôi. Đó, cho mọi người dễ mua. 600 ngàn một cái thước này nha, lãi 100 ngàn. Đó. Ở đây nó bán một cái bụi đây, lau đi là sạch thôi. Đây mặt dưới thước rất là đẹp nha. Cái du xích là 0.05 nha, 3 tấc đo sâu. Cái bản đế này là 100mm nha, chiều ngang của cái bản đế này 100mm. Đó. Trong đo sâu ha, đo sâu xuống. Đó. Cái phần này sẽ gá lên mặt trên. Đó. Đo sâu 300mm, 600 ngàn nha. Đẹp khoảng tầm 90-95% luôn. Mã số 12, một cái thước cặp của hãng Mitutoyo 900 ngàn. Một cái hộp, bên trong cái hộp nó có một cái miếng mút này, người ta bỏ vô thêm chứ còn zin thêm. Hãng bán thì không có cái mút này đâu. Rồi, một cái thước đồng hồ Mitutoyo ha. Đồng hồ này cái vạch chia trên mặt đồng hồ là 0.05, thì nó tương đương với lại cái thước kẹp cơ này nè. Hai cái là độ chính xác như nhau, nhưng có đồng hồ thì mình nhìn nó sẽ dễ hơn ha. Đó, 900 ngàn một cây này. Cây này thì cũng rất là ok nha. Mỏ đo trên dưới khít nha. Test thử cái này nha. Đó, không ha. Đo sát cái dưới này. Không luôn ha. Cây này chưa có lệch nha. Rất là khít. Dầu nó ra. Mặt sau nè. Số series người ta khắc ở đây nè mọi người. Rồi cái thước này là 900 ngàn, thước đồng hồ 3 tấc, 1 tấc rưỡi, 0.05 ha. Đây, cắt vô cho nó rớt đồ luôn. Mã số 13 là một cái banh me 0-25mm, 450 ngàn nha. Bản này thì ở Việt Nam mình có bán nha. Con này là nhập trực tiếp từ bên Nhật về. Đẹp tầm 90% luôn. Thước Nhật thì đo rất là ngon nha, 0-25mm. Đo tôn, đo liệu, đo kích thước đường kính ngoài, đo độ dày, thoải mái luôn ha. Quấn motor thì mình để dùng để đo dây điện ha. Trong này nó có cái bụi. Không có đồ nữa. Đó. Còn xíu nữa ha, dính cái bụi bẩn ở trong đó rồi. Cái banh me mã số 13 là 450 ngàn nha mọi người. Khá là đẹp. Để đây tí bỏ vô. Giờ nó có cái bọc nó cột lên. Mã số 13 450 ngàn. Mã số 14 là một cặp thước banh me đo lỗ ha. Đây, để cái hộp này không phải của nó, chỉ là tận dụng để bỏ vô cho nó gọn gàng. Để mọi người bảo quản nha. Một cặp thước này 1.4 triệu nha. Một cây thước là từ 0 đến từ 5 đến 30 nha. 5 đến 30. Đấy. 5 đến 30 trên đầu này nó có cạc bay nha. Hai cái thanh cạc bay nè. 5 đến 30.
Rồi một cái này là từ 25 đến 50. 25 đến 50 nha. Nhẹ nhàng đó, ok nha. Thì một cặp này là 1 triệu tư nha mọi người. Hai cái thước 1 triệu tư. Qua cái phần thước đến phần chip. Rồi, ở đây em có là một cái cán tiền. Cán tiền ha. Cái cán tiền này người ta mài rồi nha. Ta mài 19.8. Cái 20-20 nha. Tổng chiều dài của nó là 125. Cái 20-20. Chip này là chip C12 nha mọi người. Đang sử dụng chip C12. Thì em có một mớ chip C12 ở đây. Có hai hộp này là hàng mới nè. Hạt nặng nha mọi người nha. Hai hộp này là chưa sử dụng một góc nào hết. R0.8. Rồi hộp này cũng vậy luôn ha. Thì cái chip, cái rãnh thoát phôi nó khác nhau nhưng sử dụng đều như nhau nha. Đó. Cái có cái rãnh này thì thoát phôi nó sẽ ra phôi dây ha. Rồi, còn cái hộp này là hộp chip cũ nha. Chip cũ. Có con cũng như con này nè. Con này R 0.4 thế ha. Con này là chưa dùng luôn. Hạt nặng nha. Nặng. Rồi con này thì con này mới dùng có một góc một thôi ha. Một góc này hơi đổi màu nè. Còn mấy góc kia chưa dùng. Đó. Hai con trên này cũng dùng mới có một góc à. Dùng ba góc, còn góc chưa dùng. Con này thì dùng hai góc rồi, còn hai góc. Rồi mấy hộp này thì nó có thì bỏ chung vô cho mọi người xài luôn nhé. Rồi đây có hộp này nữa, có 3 viên, thì hai viên mới ha, một viên cũ. Đó. Tổng cộng là nó khoảng 24 viên mới ha, còn lại là cũ. Với một cái cán này 1 triệu nha mọi người nha. 1 triệu một cán Nhật. Chip chip là chip hạt nặng nha, không phải hạt nhẹ. Hạt nặng là mình có thể chạy gang thép inox rồi thoải mái ha. Đó. Thì cái con R, cái con C12 này chủ yếu mình chạy phá thô nha. Chạy thô rất là lực. Chip hạt nặng, chạy thô. Rất là ngon. Rồi mã số 16 là 600.000. Một cái cán tiệm chip T16 nha. Sử dụng chip hai mặt cắt luôn. Thì hôm bữa bác nào mua chip rồi thì hôm nay có cán, có một cái cán nè. Thì cần thiết thì lấy về dùng nha. Trong đây nó có kèm thêm một con chip nè. Đó. Rồi có cái tua, cái lục giác ha. Để mở cái này. Con ốc lục giác này thì hơi tòe đầu rồi, mọi người thay con khác ha. Lục giác này rất là nhiều, thay thoải mái, M4 ha. Rồi kèm theo đó là một cái con chip, cấy một cái các bài đây. Cái con này thì đã sử dụng rồi nha. Con này là chuyên chạy những cái vật là chai cứng như là gang thép ha, sau nhiệt ha. Đó. Những con này người ta bán toàn là 300-400 ngàn một con không nha mọi người. Con này là dùng rồi ha, chỉ có một mặt thôi, nó là hạt nặng, nó còn ghép thêm một cái miếng ở đây nữa. Đó. Rồi một cái hộp này thì có hạt nhẹ, hạt nặng trong đây luôn nha. Nè, như cái con mấy con mà góc nhọn nhọn này nè, hạt nhẹ không ha. Đó. Con này hạt nặng nè, hạt nhẹ, hạt nặng. Hộp này bán kèm theo tận dụng nha. Có mới có cũ này luôn. Rồi cái cán với lại hộp 11 con chip này 600.000 nha. Cán hãng thì giá nó khá là cao.
không bì được nha mọi người. Cái con này dùng ok lắm. Mã số 17. Một cái đài, cái đuôi này là đuôi kẹp C32 nha. Đài phay khỏa mặt, cái góc chip là góc 45 độ. Đây, góc 45 độ ha. Chip sử dụng là chip 1203. 1203 hạt nặng nha. Phay cứng, phay gan, phay thoải mái luôn nha. Chip này thì thông dụng, mọi người có thể ra ngoài mua. Chip này ở ngoài họ bán tầm 300 ngàn một hộp ha. Ở đây em có là hai hộp chip nè. Hạt nặng không nha. Hai hộp chip thì có 16 viên là cái mặt nó cái nó có cái góc nè. Góc hơi lớn ha. Còn 4 viên. 4 viên là góc nhọn luôn ha. Để mình phay tóc cao, phay tinh ha. Đó. Tổng cộng là 20 viên chip. Thì chip hai cái hộp chip này là chip mới không nha. Chip mới không. À, tặng kèm một cái cây lục giác. Em thì em dùng cái cây sao này em vẫn mở được nha. Đó. Cái sao, cây lục giác không mãi lâu. Có một cây lục giác nữa nha, kèm theo để mở góc này. À, cái cán, à, cái đường kính để mình sử dụng là 50 nha. Đó, cái đài phay này là đài phay 50. Cán 32 của hãng Tung Galoi nha. Tung Galoi nè, có khắc luôn nè mọi người. EME4450R. Đường kính này là đường kính 50. Một cái cán và hai hộp chip là 1 triệu nha mọi người nha. 1 triệu. Một cán phay và hai hộp chip. Tiếp theo là một cái cán phay, cái cán này là của hãng Seco, thì cái hãng này là của Thụy Điển nha. Sweden. Đó, châu Âu ha. Cũng xài cái đuôi kẹp là đuôi 32 nha. Đó, cái này thì mình có thể tháo ra thay. Thay cái đài khác ở đây ha. Rồi, sử dụng cái con chip là T22 một mặt. Chip này cái góc là góc đứng cạnh nha, góc đứng để mình ăn cái thành này ha. Ăn thành này. Đó. Con này phải phá rất là ngon. Và chip nó đang sử dụng là chip cạc ba nha. Chip hạt nặng. Thì ở đây em có chuẩn bị một cái hộp chip này là chip hạt nhẹ nè. Hạt nhẹ là mình cầm đánh nhẹ từng à. Đó. Hạt này hạt gốm nhẹ ha. Này chưa sử dụng luôn nha mọi người nha. Rồi, ở đây có 1 2 hộp. Đây. Hai hộp này hạt nặng nha. Hạt nặng này mọi người xài xong mọi người bán phế được 450.000 một ký nha. Đó là bán cho người ta đi mua thôi á, cho người vô tận gốc thì phải tầm 500 mấy. Đó, ở đây là có 20 viên chip hạt nặng. Hạt nặng không ạ? Đây con bên đây là nặng chịch thôi. Cái con này nặng nha mọi người nha. Hàng mới không ha. 30 viên chip mới. Thêm một cái hộp này. Hộp này là chip chip cũ nha, đã qua sử dụng. Tặng kèm luôn cho mọi người về tận dụng nha. Này cũng hạt nặng luôn. Trong này có 7 viên. Rồi một cái hộp này là chip mới luôn nè. 8 viên chip hạt nặng luôn ha. Cạc bay. Tổng cộng là 38 viên chip mới. T22 này giá nó cũng cao nha mọi người. Thì có 28 viên nặng còn 10 viên nhẹ. Rồi một cái đài phay này. Đài phay này bao nhiêu đây? Đài phay 80 nha. 80. Góc chip là đứng cạnh nha. Đứng cạnh. Để mình phay ăn cái mặt này ha. Con này phay rất là ngọt nha. Seco. Đường kính 80. Đó. Cái đài này và mới chip này là 1,5 triệu nha. Cho mọi người dùng máy phay thì phay thoải mái luôn. Phay đồ cứng nha.
Rồi đến mã số 19. 40 phút rồi. Mã số 19 là một cái đài phay. À, cái này là NC5. Nikken ha, NC5 63. Thì cái con NC5 này sử dụng là cho máy ma dắt nha. À, cái con này kẹp rất là chắc. Nó chắc hơn cái BT rất là nhiều nha, NC5 này. À, máy ma dắt là sử dụng chủ yếu là cái này ha, đa số đời mới bây giờ. NC5 nó kẹp cứng hơn ha. Đó. Đang gắn lên đây là một cái đài phay của hãng Mitsubishi. Sử dụng chip 13T3 nha. 13T3, chip này cũng trên thị trường cũng rất là nhiều người dùng ha. Rất là nhiều người bán loại này, 13T3 Mitsubishi tại 100mm. Đó, 100mm góc chip là 45 độ nha. Thì cái đài với lại cái NC5 này 1 triệu nha. 1 triệu một đầu này. Rất là nặng ký ha. Mã số 20, một cái đầu UA bữa bán rất là nhiều, bữa bán mười mấy cái rồi. Hôm nay mới về được một cái, 2 triệu 3 nha. C32. Thì ở trên đây những cái lỗ này là lỗ 12 ha. Lỗ 12. Có cái lỗ xéo này nè. Lỗ xéo này là vuông ha, vuông 10 hay sao? Lỗ xéo này vuông 10 thì người ta đang sử dụng ở trên đây là một cái dao này người ta tự mài ha. Người ta dùng một cái phay ngón này nè mọi người. Phay ngón thép gió này nè, phi 12 á. Người ta bỏ ở đây. Đó, người ta mài ha, giống như cái con móc lỗ vậy đó. Thì nó có sẵn như vậy luôn nha. Để nguyên như vậy bán về cho mọi người dùng luôn. Rồi mọi người dùng hư rồi thì mọi người kiếm con phay ngón thép gió, mọi người mài y chang họ ha, là dùng ok. Hoặc là dùng cái cán tiện phi 12 ha, xài chip luôn cũng được. À, con này thì tinh chỉnh đây. Một vạch của nó là 5 phần ngàn luôn ha. Đó, cái vạch đó này. Một vạch là 5 phần ngàn. Bên hông này nó có cái vạch để mình chỉnh qua lại ha. 2 triệu 3 mỗi cán này nha. C32. Mã số 21. Một cái đầu kẹp mũi khoan. Đang sử dụng là cái MT2 ha. Côn số 2. Đó. Mấy bác mà dùng cái máy mini á, thì dùng con này ha. Côn số 2. Dùng đầu kẹp nhanh của Đức ha. Đây nè. Abrex gì đó. Germany. 1 phần 32 inch đến 1 phần 2 inch, khoảng 13 ly thôi. Rồi. Đây là cái mũi khoan 3 ly 2 ha. 3 ly 2 là kẹp vẫn dư nha. Cái này tầm 2 ly rưỡi là vẫn kẹp được ha. Ở bên trong này nè, người ta mài cái R nha, chứ không phải là nó bị tù nha. Cái này là cái cung này là cái cung người ta sản xuất ra như vậy luôn nha mọi người. Nó đều từ trên xuống dưới luôn ha. Đó. Chứ không phải là nó kẹp nát rồi nên là cái nào là ra cái đó. Đó. Kẹp rất là cứng nha. Ôm trọn với lại cái mũi khoan luôn, cái loại mà cái đầu mà nó hơi bo cái cung như vậy nè. Nó kẹp mới chắc ha. Còn cái loại đầu nhọn thì nó bấu vào. Đó. Và khi mình sử dụng một thời gian kẹp tới kẹp lui thì nó sẽ bị tù cái đầu này ha. Còn cái R này nó kẹp, nó bám vào luôn ha. Ôm vào luôn. Đó, rất là cứng. 600 ngàn một cái đầu này nha. Đầu kẹp khoan nhanh này. MT2. Của Đức ha. Còn khá là đẹp. Rồi, đến mã mũi khoan 22. Ở đây em có là nó hơn 10kg ha. 10kg mấy. Mũi khoan ở đây có 20 mấy cây. Cây trên này có cái áo côn luôn nè. Áo côn số 3 nè. 2 ra 3. 22 ly ha. Trên cái đầu có mài cái bậc luôn ha. 22 nè. 22 luôn ha. Côn số 2. 26 ly. Men nó tầm 120 ha. Rồi, cái con này con số 3, 27 ly. Cái này còn khá là đẹp.
Rồi cây này là 28 ly, me nó tầm 160. Cây này là 20.5 nha, me tầm 140 ha. 16 ly. Con này người ta mài cái đầu này rồi ha, mình về về phải mài lại nha. 16 ly. Con này 24 ly. Đã qua sử dụng. Con này về dùng vẫn ngon nha. Cái khoan Nhật thì khoan nó rất là ngọt. Ra phôi ào ào luôn nha. Con này là 16 ly 6. Có 3 con 16 ly 6 lận. 16 ly 6. Này hãng Kobe. Rồi có cái đầu khoan này nó hơi ngắn nha, cái me nó chỉ tầm 70 thôi ha, 70-80 thôi. Hai có hai cây, tại vì mua nguyên lô thì muốn mua là phải mua hết luôn nha người, chứ không có để lại được ha. Có hai cây này nặng có 2 kg rồi, nhưng có hai cây đó thôi đó. Rồi cây khoan này 18 ly nha, khoan 21 ly. Cái khoan này 16 ly 8 nha. Có cái áo côn áo 32 luôn ha. Đó, 32 luôn. Cái khoan Dormer 22 ly. Dormer của Anh ha. Anh Quốc. Rồi cái khoan này 21 ly. Cô B. Cái khoan này là cái khoan 19 ly, có cái áo côn luôn. Rồi một cái khoan này trên đầu này nó có hợp kim nè. Trên cái đầu nó có ghép cái bản hợp kim. Khoan này là khoan 14 ly 2. Có cái áo côn 2 ra 3. Khoan 18 ly. 125. Khoan này 16 ly 6. Cũng 125 luôn. Cái me á mọi người. Rồi cái khoan này dính hết luôn. Cái khoan này 12 ly 8 nha. Cái này y như mới nè. Đó. Tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20, 22 cây nha. 22 cây khoan 3,5 triệu nha. 150.000 một cây. Cái này thì có bán lẻ nha mọi người nha. Mọi người mua lẻ thì cứ gọi, có những cái size em đọc cho nó mọi người muốn cái size nào. Đó còn mua hết thì bán hết, còn mua lẻ thì bán lẻ nha. Bán lẻ thì tính ký nha mọi người. Rồi mã cuối cùng của ngày hôm nay, mã số 23. 1,7 triệu nha. Ở trong đây thì có một mớ cái nẹp thang này để mình sử dụng ở trên máy phay à, và cái tê ha. Cái tê này nè. T14 ha. Còn con ni lông này thì phải đo bu lông 12 ha. 12. Có mấy con ốc này không biết ở đâu nó lạc vô đây thì để chung vậy luôn ha. Rồi bên trong nó có mấy cái nẹp này. Thì cái nẹp thì nó sẽ leo lên như vậy. Và cái đầu này sẽ tùy vào cái chi tiết trên máy phay ha. Nhưng mà cái này chỉ có 4 cái nẹp nhỏ này thôi ha. Mọi người phải tìm để mua thêm cái nẹp này mới dùng được. Thì có nhiều bán nhiều nha mọi người nha. Đó. Hoặc là lên như vậy ha. Để nâng cao lên. Mình có 2 này. 3 này. 4 này. Đó, 7 cái thang lớn nha. 7 cái thang lớn này nó dài 100 nha. Rồi một mớ cái thang nhỏ nhỏ này. Thang nhỏ này có 25 à. Rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đó, rồi 4 cái nẹp. Nẹp đè xuống ha.
Rồi T với lại bu lông. T thì chắc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con T à. Đó, mỗi mỗi bu lông ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cái bu lông. Tổng nguyên cái khay này là 1 triệu 7 nha. 1 triệu 7. Để mà đủ hết là phải gấp đôi cái này lên. Thì nó gồm những cái thang rồi nẹp bu lông nó hay như cái này em chỉ mua được như đây thôi. Một cái lô hàng về lựa mãi thì được lựa hết tất cả luôn được như đây. 1 triệu 7 nha. Đó, mua 1 triệu rưỡi bán 1 triệu 7. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha. 50 phút luôn rồi. À còn một viên rất là ngoài nè. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Cảm ơn mọi người.